Xin chào các bạn ha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn bộ đèn led Audi A7 ha các bạn. Thì trên cái xe Suzuki Impulse này á, mình đang lắp cái bộ mạch Audi A7. Nó gồm có hai màu, màu trắng và màu vàng ha. Màu trắng sẽ hiển thị khi đèn ở trạng thái là đèn đề mi, và khi bật tín hiệu xi nhan thì đèn sẽ chuyển qua màu vàng. Đối với những dòng xe nào mà có thiết kế hai dãy led đề mi phía trước này thì đều có thể lắp cái đèn led Audi A7 này các bạn. So với lại cái xe nguyên bản trên cái xe Suzuki Impulse này á, thì cái led đề mi nó rất là tối, nó không có sáng như vậy đâu các bạn. Thì khi mà gắn cái bộ mạch led Audi A7 á, thì nó sẽ tăng cái độ sáng lên và nó có thêm cái chế độ xi nhan nữa. Mà so với xe nguyên bản thì cái phần này nó không có tín hiệu xi nhan ha, nó chỉ có xi nhan ở trên thôi. À, đây là xi nhan zin của xe nè. Còn đây là cái phần led Audi A7 mình tích hợp thêm cái xi nhan vô. Đó, trên cái led Audi A7 nó có sẵn ha bạn. Thì ngoài cái xe Suzuki Impulse này ra, các bạn thấy lắp trên những dòng xe như là Vario nè, AB nè, BCX ha, ADV, Exciter, Winner đó. Rất là nhiều dòng xe có trang bị hai cái dãy led đề mi phía trước thì lắp cái led Audi A7 này vô là hợp lý ha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tắt máy và khởi động lại để cho các bạn xem rõ cái hiệu ứng khi mà cái bộ mạch Audi A7. Đây các bạn có thể thấy ha, dãy led lúc nãy là nó là màu trắng ở trạng thái là đèn đề mi. Khi mà bật xi nhan lên á thì nó sẽ kiểu giống như nó chạy, hiệu ứng nó chạy á. Khi mà bên này bật tín hiệu xi nhan thì bên này vẫn giữ nguyên đề mi là màu trắng ha. Bật khóa lên. Rồi, khi mà bật khóa lên á thì hai cái dãy led A7 này nó sẽ quét lên quét xuống và nó sẽ chạy hiệu ứng ngắt khoảng ha. Rồi bây giờ mình làm lại nè, xi nhan lại đi. Tắt chìa khóa làm lại cái để cho nó quét cái hiệu ứng lại cho coi lại lần nữa ha. Đó, cho anh em xem lại cái hiệu ứng khi mà nó khởi động như thế nào. Rồi làm lại lần nữa nha. Quét lên quét xuống rồi chạy đứt khúc nè, rồi bắt đầu trả lại trạng thái đề mi xi nhan bên phải giùm mình. Đó, khi bật tín hiệu xi nhan thì nó sẽ chớp tắt cùng với lại cái xi nhan zin ha. Rồi đó là bộ đèn A7 được lắp trên cái xe Suzuki Impulse các bạn. Rồi mở máy. Đó, chạy xuống, chạy lên nè, và bắt đầu nó chạy tức khúc rồi ha. Rồi bắt đầu nó sẽ trả lại trạng thái là đèn đề mi. Và khi anh em bật cái tín hiệu xi nhan lên thì nó sẽ chuyển qua màu vàng ha. Bật xi nhan lên. Đó. Xi nhan zin thì mình vẫn giữ nguyên ha. Thì cái đề mi này là mình đã thiết kế lại cho nó là vừa có đề mi vừa có xi nhan luôn. Nguyên bản thì cái đề mi này nó không có chớp xi nhan ha các bạn. Khi mà bạn lên cái bộ led Audi A7 á, thì nó sẽ có thêm cái tín hiệu xi nhan. Rồi xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi video clip. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần kế tiếp nha.